Thưa quý vị, Bình Dương đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước. Để đạt được mục tiêu này thì việc phát triển nhân lực chất lượng cao để cung cấp cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao là cực kỳ quan trọng. Để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, Bình Dương đã và đang tích cực tập trung phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, chuyển giao khoa học công nghệ. Trong đó, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các ngành nghề này đang được tỉnh triển khai bằng rất nhiều giải pháp. Hiện các trường đại học cao đẳng đang đẩy mạnh đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao đến đầu tư tại tỉnh. Đối với công nhân, lực lượng lao động trực tiếp trong các nhà máy, công ty sẽ quan tâm đến việc đào tạo theo hướng nâng cao tay nghề, kỹ năng, tác phong công nghiệp. Chúng tôi tạo điều kiện để cho các trường đại học, các thầy giáo có thể truy cập vào các cái công nghệ mới nhất của Synopsys, và từ đó thì các cái bài giảng mà trong lĩnh vực này thì cần thực hành, thì lúc đấy là sẽ có các cái thực hành trên các cái dữ liệu mà người ta gọi là lab material, theo những cái dữ liệu mới nhất để các em có thể bắt kịp được với các cái xu thế về công nghệ. Và cái điều thứ hai là Synopsys thì có các chương trình internship, tức là cho các em là thực hành năm thứ 3, năm thứ 4 là thực hành tại công ty. Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, Bình Dương đã ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2028. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của tỉnh, triển khai các khóa học ngắn hạn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về quản trị doanh nghiệp, thực hiện chương trình nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyển đổi số, đưa Đại học Quốc tế Miền Đông trở thành thành viên liên kết của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đang thì có cái đề xuất và mong muốn là trường Đại học Quốc tế Miền Đông sẽ trở thành một cái thành viên liên kết của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà trở thành được cái thành viên liên kết đó thì chúng ta vẫn độc lập về tài chính, vẫn độc lập về nhân sự, nhưng mà chúng ta chia sẻ chung cái nguồn lực về đào tạo và nghiên cứu, và đây cũng sẽ là một cái cơ hội cho trường Đại học Quốc tế Miền Đông có thể tận dụng được cái nguồn lực từ Đại học Quốc gia để phát triển nhanh hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tổng công ty BKMX cũng như là của Bình Dương. Có thể thấy, các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao đã được Bình Dương triển khai khẩn trương. Trong đó, mô hình hợp tác ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp đã bước đầu mang lại những kết quả khả quan. Điều này sẽ đáp ứng hiệu quả chiến lược phát triển của Bình Dương trong giai đoạn mới.